Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Quỷ cũng là tiếp tục tập tành làm vlog đây. Hôm nay thì Quỷ sẽ thử giới thiệu với lại mọi người một cái hành trình rất là đặc biệt, đó là giới thiệu về đi cái tuyến cáp treo vượt biển dài nhất của Việt Nam mà như là cũng dài nhất thế giới luôn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô trong và chúng ta thử làm các cái thủ tục và bắt đầu trải nghiệm cái tuyến cáp treo này nha. Giờ đang có đợi phút nè. Không gian ở phía bên trong của nhà ga An Thới nè, mọi người có thể thấy được cái không gian ở bên trong. Hiện bây giờ thì đang có rất là nhiều người đang xếp hàng chờ đợi để mà chuẩn bị đi cát, bởi vì tầm khoảng chừng 11:30 thì là lúc này là sẽ bắt đầu tới giờ đó. Mọi người đang xếp hàng chuẩn bị vô nè. Nhớ nha, trẻ em là miễn phí nè, mọi người canh nha, nhớ mình coi những cái thông tin giống như vậy. Rồi bên này là những cái cần, khi mà cần hỗ trợ thông tin thì các bạn có thể tới những cái thông tin ở đây. Và chúng ta có thể coi những cái giờ mà cáp treo để vận hành. Các bạn có thể coi giờ cáp treo để vận hành nè. Và trước khi mà lên cáp treo chúng ta có thể lấy một cái tờ thông tin tư liệu. Thì khi mà có những cái thông tin tư liệu này chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nó dễ dàng thú vị hơn và chúng ta sẽ bắt đầu nha. Và bây giờ thì là Quỷ đã lên được cái buồng của cáp treo rồi, và bây giờ thì mới là cái lúc mà an toàn các bạn đang đợi khỏi cũng gian được để mà bắt đầu tận hưởng cái hành trình rất là đặc biệt này. Đây đây, bây giờ là bắt đầu mình sẽ xuất phát từ cảng cá An Thới, xong rồi sau đó sẽ vượt một cái hành trình kéo dài gần 8 km, như là 7.888 mấy mét đó, thì nó sẽ gần, và mình sẽ đi qua tất cả là 3 hòn đảo. Đầu tiên là bên An Thới nè, xong cái hòn thứ hai là cái hòn biển bên mất cái tên rồi, xong hòn thứ ba là hòn Dừa, rồi cuối cùng mới tới hòn Thơm nè. Đây bây giờ các bạn coi cái không gian của cái buồng cáp treo nha, tức rằng là đối với cái hệ thống cáp treo này á là có tất cả 69 cái buồng. Cái buồng này á sẽ được chứa tối đa là 30 người. Bây giờ mình coi các bạn coi rằng là cái buồng này mình thấy rất là thích một cái á, là nó được thiết kế mở cái ngăn này ra. Thì khi mà các bạn đứng các bạn sẽ tận hưởng, các bạn sẽ thấy gió rất là dễ nè. Đây mình qua những cái trụ đây. Đây mình có thể thò được tay ra ngoài, mình thấy đón được gió trời rất là mát mẻ luôn. Đó. Ở đây có rất là nhiều, mọi người có thể đứng thoải mái nè. Đây ai mà mệt mỏi thì có thể ngồi những cái băng ghế như thế này. Còn mình sẽ quay nhìn ngược lại về đây là cái ga An Thới ở bên này nha. Trong lúc ngồi trên cáp thì đây, mà bây giờ mọi người ơi ra đây nhìn xuống ở phía bên dưới nè. Ở phía dưới này là chính là cảng An Thới đây. Trước đây mình cũng đi rất là nhiều ở đây rồi, nhưng mà chưa có bao giờ mà xuống với lại cảng cá An Thới hết, mà nhìn từ trên cao kiểu này hết. Mọi người thấy rất là ấn tượng luôn. Cái tốc độ mà di chuyển của mỗi một cái buồng cáp này á, nó sẽ khoảng tầm chừng 7.5-8 mét một giây. Nó không giống cho các bạn ngắm cảnh. Và tổng cái thời gian mà nó di chuyển sẽ khoảng tầm lên coi coi 20 phút, tổng tầm 20 phút. Và một cái điều nữa mà Quỷ cũng rất là thích á, là mọi người mà để ý khi mà người coi nè, tức là những cây trụ cáp treo, mọi người thấy là cây cối xung quanh á, cây xanh là nó quay sát lại luôn, tức là nó gần như nó không có bị phá hại môi trường cảnh quan, rất là tốt. Mọi người coi nè, thấy nguyên cái đảo nè là được giữ nguyên hết, hiện tại từ một con đường nhỏ 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 rất là xanh nè, xong rồi không có rác đến, không có bất cứ một cái gì luôn, không có một cái công trình xây dựng nào ở bên này luôn. Đó mọi người ơi, bên này có một cái khu của người dân ở nè. Và mọi người để ý là họ ở, nhưng mà họ xung quanh đó họ vẫn giữ nguyên, họ đâu có chặt phá cây cối gì đâu. Thành thử họ vẫn rất là thân thiện với môi trường luôn. Và mọi người để ý một cái điều kỹ ở phía bên dưới đó, tức là các cái bãi biển xung quanh nó không hề có rác luôn. Ở đây người dân họ cũng ý thức rất là tốt đó, để bảo vệ môi trường ở đây nè. Rồi mọi người ơi, chúng ta đã sắp tới nơi rồi. Phía trước mặt mình kia đó là cái nhà ga rồi nha. Xong rồi đây, phía bên này là công viên nước rồi nè, đây công viên nước là Hòn Thơm Water Park nè. Đó, rồi mình tới khu này, phía bên kia là có cái bãi biển. Cái bãi đẹp đó mà Quỷ quên mất cái tên, đó là bãi gì rồi. Bây giờ là đi chuẩn bị đi lặn ngắm san hô. Mà mình thử cái trò là đổi cái máu vô đi bộ dưới đáy biển á, để xem coi là san hô nha. San hô ở Phú Quốc là xuất sắc lắm á. Tí mình mặc bộ này mình xuống biển luôn nha. Mọi người nhớ coi coi mặc bộ này xuống biển nó làm sao nha. Đẹp không? Cảm giác gì đẹp không? Mọi người biết cái này là cái gì không? Cái này là cái dừa, cái dừa, cái dừa nè. Cái dừa á.
cái này giống cái kia. Hôm nay là mình mới có dịp được đi với lại một bộ sưu tập các idol đi chứ. Idol đọc chú. Mọi người nha. Tí chưa, nhận ai chưa? Ai đồ đó? Ai đi đâu? Hỏi đồ đi đâu? Thấy có cái bà mà nó áo xám này không? Cái này mẹ Min nè, mẹ Min nè. Mẹ Min chuyên bắt cóc các travel. Không rồi, nó đi nhét cho những cái chỗ nào mà đẹp á, là bà đó. Bà luôn là một người bí mật. Mãi mãi là một người phụ nữ bí ẩn và không bao giờ được xuất hiện. Xuất lưng thôi. Nó vừa nắng rồi. Rất là không có đường đùi mà mặc bộ này xuống biển sao ta? Tí mình mặc bộ này mình xuống biển luôn nha. Tí mình mặc bộ này mình xuống biển luôn nha. Mệt quá, đi bộ nãy giờ mệt quá. Đi bộ nãy giờ hả là cũng tới hàng chục mét rồi. San hô giống gì á hả? Quái lắm. Không thấy cái loại san hô kỳ lắm, nó giống như san hô Phú Quốc á. Nope. Bên kia mà nằm là chiêu lắm luôn á, đúng không? Bên kia nằm. Thì đấy, cứ có ghế đầy đủ hết nha. Đây có ghế cho cặp đôi kìa, trong trường hợp mà tình tay ba có ghế ba luôn kìa. Tình tay bốn có bốn kìa. Đó, bốn kìa. Theo như mẹ mình với travel giới thiệu thì hồi xưa đây là bãi rác nè. Xong rồi bây giờ mới được cải tạo lại, xong rồi bây giờ thành một bãi tình yêu rồi. Đây đi ra đây coi cái đó là thể loại gì nè. Ở đây có nhiều thể loại đáng nhiều nè. Ai mà dân kinh nghiệm rồi á thì có thể sẽ cùng làm được cái nén này. Hai vẫn thích làm bình kinh nén hoặc kinh nghiệm nhờ với anh này. Đó, với anh này là để tư vấn hướng dẫn. Còn mình chắc chơi cái bình kia cho nó dễ. Rồi, đòi cái bình vô đi với biển. Rồi, bây giờ Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 cái điều mà chúng ta sẽ bắt đầu với cái bộ môn này. Điều thứ nhất là mình phải làm kỹ thuật. Nope. Điều thứ hai là quay lại điều thứ nhất, và điều sau là cũng quay lại hai điều sau luôn. Luôn. Em hỗ trợ cho một số kỹ thuật an toàn với 90 nước nha. Dạ, vì đây là một môn thể thao rất là nhỏ. Đó, vì em đi bộ rồi không bơi, không nhảy gì hết. Mình sẽ đi theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên bên em là những bạn thợ lặn sẽ ở phía sau lưng của chúng ta. Một kèm một hết, ai cũng có một người để kèm. Sau đó sẽ có một bạn thợ lặn đi theo đôi khi của chúng ta. Chút xíu nữa khi mình đi xuống dưới á, mình sẽ quay mặt lên trên nhìn tại đây đứng ở đây. Sẽ bước thường xuống thành cầu thang ở đây. Cầu thang đưa lên nước á. Nước ngang qua mình sẽ vui lòng đứng lại để nó đưa cái kèm vào đặt mũi lên cho mình. Trong quá trình di chuyển từ trên đi xuống dưới á, thì mình sẽ có thay đổi áp suất một chút xíu vì mình đi độ sâu là 4 mét hơn. Nên là mình sẽ có điều chỉnh là mình sẽ bị ù tai một chút ha. Giống như khi mình đi máy bay cắt cánh á. Đây, khi nào mình ù tai vui lòng nuốt một chiều nước bọt mình nghe. Rồi, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là khi được mang mũi vào, ở mặt đáy mũi chúng ta ngay chỗ này nó sẽ có một phần hở. Yên tâm là nước không vào theo, thì có thể cho tay vào trong được luôn. Cách thứ hai nếu như ù tai cho tay vào trong được. Bớt mũi lại ngậm miệng nhìn em nha. Mình sẽ hiện mạnh xuống mũi, giống như kiểu một số mũi nhé. Bớt mũi ngậm miệng và thở bằng hai tay của mình. Để mà mình sẽ không bị ù tai cũng như cuộc phiêu lưu của mình ở dưới nó sẽ thoải mái hơn. Nó không gò bó bởi tay của mình mất vui. Mình làm thử nha. Dạ, xin mời ạ. Ngậm miệng luôn ạ. Bóp mũi ngậm miệng và vùng má hiện mạnh xuống. Bóp buông ra liền anh, để vậy không thở nổi. Dạ, đây ạ. Như thế này là mình sẽ cảm giác nó ù ngang tay mình liền một tiếng ù. Nhưng mà xuống nước lại ngược lại nó sẽ ép được khí ra ngoài. Dạ, nhớ giùm em ha. Và đây sẽ là ký hiệu các bạn liên tục hỏi thăm sức khỏe của mấy anh là có khỏe không, có ổn không. Đây là ký hiệu mình khỏe mình ổn để mình đi tiếp. Đi lên nha. Dạ. Đây là đi lên.
không ổn, không phải là tay mềm. Ví dụ mình đang ổn tay ha, lá tay chỉ ổn tay mềm sẽ để mấy bạn ở dưới đứng lại hỗ trợ cho mình. Ok, thế này là mình đi tiếp. Còn trong trường hợp bạn có một vấn đề nào đó cần được hỗ trợ thì nó cũng vậy thôi. Ý là đi lên luôn á? Đúng rồi, đi lên luôn, ta sẽ đi lên. Còn nếu như cần hỗ trợ thôi thì đi lên sẽ hỗ trợ. Nếu như quên bài là ok. Ok anh, chúc chuyến đi của anh vui vẻ. Cảm ơn em. Bây giờ chuẩn bị đi khám phá thế giới chị cung. Nhưng mà kỳ này do mình chưa có giỏi David lắm nên giờ mình đổi mũ đi thôi. Dân lính mới vậy đó. Xong rồi có mấy anh chuyên nghiệp ở đây, mấy anh sẽ hỗ trợ, đi theo, bảo vệ. Rồi, tôi đi đâu? Đúng rồi luôn, tôi đi luôn. Anh ra mình xuống. Xin mời anh. Anh xuống đi anh. Em chưa thấy ai vô vị trí. Anh xuống này là căng thẳng lắm. Bây giờ đang xuống đây. Ôi lạnh quá. Lạnh à? Ôi, chết cha rồi, thành con gái. Từ. Còn mấy cm? Dạ rồi, ok anh. Dạ. Anh kẹp cái dòi em vậy đó hả? Dạ, ok anh. Anh thả lỏng rồi nha. Dạ rồi. Tiến ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lại câu chuyện để khám phá Hoàng Thơm nha. Giới thiệu với mọi người, đây là một người bạn thân của quỷ bé Sa. Đó, bây giờ Sa sẽ giới thiệu cho mọi người biết, mọi người nhìn đây xem nè. Thấy nghĩ đây là một cái thảm cỏ, một bãi biển nó rất là đẹp đúng không? Nhưng để trước khi có một bãi biển đẹp như vậy thì câu chuyện nó thực sự là gì? Hãy lắng nghe bé Sa chia sẻ. Bây giờ em muốn hỏi anh Thủy là anh có thích ở đây không đã? Quá thích. Cảm nhận như thế nào? Nói chung là, đó nè, lì rào sóng vỗ nè, thảm cỏ xanh nè, ngồi nắng nè. Anh thích nhất là những cái hàng dừa. Cái cảm giác ở đây thấy nó hơi giống với Hawaii. Thật sự luôn. Có đẹp không? Nói thì... có đẹp không? Đẹp. Nước có trong không? Hồi nãy anh đã có chụp top down xuống á, anh thấy rất là nước nó có nhẹ nhàng lắc lắc phẳng lặng, nói chung là cảm giác nó bình yên lắm. Thế bây giờ em hỏi anh có tin là chỉ có một vài năm trước ở đây là bãi rác không? Bãi rác? Là một cái bãi rác đầy rác do người dân xả ra này. Mà rác không phải là rác tự nhiên nha, là rác công nghiệp. Đây là một cái bãi rác công nghiệp trước đây. Đúng rồi, rất nhiều loại rác và thật sự là du khách không thể trải nghiệm được. Xong rồi sau đó mình mới cải tạo. Đúng. Đầu tư họ đã cải tạo ở đây, họ đưa trở thành về bãi cát trắng như thế này. Mình mất bao lâu để mình cải tạo cái đó ha? Mất khoảng hơn một năm. Hơn một năm. Hơn một năm để trồng lại cái thảm cỏ như thế này em ạ. Rồi là làm thêm những cái không gian gì to trang trí. Cái này là liên tưởng ngay tới làng Hobbit ở New Zealand đúng không ta? Đúng rồi. Liên tưởng đúng không? Đúng luôn. Anh có nhìn thấy cái bằng Dreamcatcher. Dreamcatcher làm tôi nhớ tới cái gì? Cái phim truyền tình Hàn Quốc lãng mạn gì á. Vâng, thì là các cái vòng đấy là hoàn toàn các bạn nhân viên ở đây là các bạn làm homemade hết. Đây là gối ngồi đúng không? Vâng ạ. Homemade luôn. Em làm hả? Các bạn nhân viên ở đây thôi, không phải em. Đây nha, ngoài cái bãi cỏ này, ngoài cái hàng dừa này còn cái gì thú vị nữa anh? Nghe nói có gì khu rừng bí mật gì đó. Khu vườn bí mật Secret Garden. Secret Garden. Đúng rồi. Secret Garden nó giống giống một cái bản. Giống một bản là bản nhạc bản nhạc. Các bạn phát hiện ra một cái con đường mòn bí mật ở đây này. Đi xuyên vào rừng ở bên trong một cái mảnh rừng ở đây, đi thẳng ra cái bãi đá. Và bãi đá ở đây thì ngư dân họ còn nói rằng đây là một trong những cái nơi mà ngắm hoàng hôn đẹp nhất của đảo Ngọc Quốc. Chút nữa anh sẽ được đi qua thử bên đó. Đúng rồi. Tức là đây là một cái con đường mà do người dân họ đã làm từ lâu rồi, họ mình vẫn giữ lại cái con đường đó. Đúng. Rồi mình tiếp tục để mình thăm. Thì là họ ra đấy là thì các bạn nhìn thấy cái con đường đó, nhưng mà đường đó thì nếu mà du khách trải nghiệm thì không có gì cả, bởi vì nó chỉ là một con đường mòn và nó sắp bị lấp hết rồi. Thì các bạn đã muốn mở cái con đường đó ra nhưng lại không muốn phá cây, cho nên là mọi người mới làm một cái cầu gỗ.
đi cái cầu gỗ handmade là đi lên và len lỏi qua những cái tán cây đó. Hiểu hiểu. Đó rất là đẹp, nó vòng vèo vèo qua những cái cây cổ thụ, qua những cái vạt cây thảo quả nữa. Đây bây giờ mọi người ơi, bên kia mình thấy có một cái nhóm du khách nè. Giờ mình đi qua mình hỏi cái nhóm du khách đó tại sao họ ra đây nha, mình đi thử mình hỏi nha. Đấy, nhóm du khách này nghe nó đặc biệt. Nghe đồn mấy đứa này cũng nổi tiếng đó nè. Đây, bây giờ là tôi đang có mặt ở đây để tôi phỏng vấn có một cái nhóm du khách ở đâu lạc lõng ở đây nè. Tôi không biết là tại sao cái nhóm này biết cái chỗ này mà tôi không biết là họ thấy đẹp thế sao. Bây giờ tôi hỏi anh là tại sao anh biết cái chỗ này. Xin trả lời đi. Em biết đâu vô tình á, đi trên đường nhặt được cầu một tờ bản đồ mọi người. Xong mọi người, xong em không biết gì không? Xích vô mặt ra mặt cái đẹp chứ ai chứ đẹp. Quay xa đó. xong đấy là một cái bản đồ. À đây mình cầm cái bản đồ ấy đi đấy. Nhưng mà trước khi họ bản đồ hỏi tên là giới thiệu đến ai là gì chứ. Cầm được cái tờ này đi. Sau ngày này là có một cái khu vườn bí mật đấy. Có khu vườn à? Tên gì chưa biết tên kìa. À, xin chào mọi người, mình là Tô. Trời ơi, rồi tiếp giới thiệu hết nè. Đây là nhóm ngũ lòng công chúa, quên lộn. Xin chào mọi người. Tên gì nè, giới thiệu. Mình là Hiển, xin chào mọi người. Đây là một tân travel blogger tương lai á, mai mốt mình lọt hết cái vàng đàn anh á. Đây, tiếp đây nè. Xin chào mọi người, mình tên Minh. Minh là gì Minh? Làm để gì? Em làm văn phòng thôi. Mình tại sao lại tới đây? Thấy máy là thấy dữ rồi. Thấy fan Sony thấy ghét quá. Tiếp đó, một anh chàng. Chào mọi người, mình là Thanh Tuấn. Tiếp đi, Thanh Tuấn gì mấy cái điều hot lên chứ. Mình thích du lịch đi thôi. Bên cạnh là bạn trai Tuấn nha. Chào mọi người, mình tên là Duy. Mình du lịch thôi. Nói chơi với mọi người thôi, chứ đây hả, toàn là các cái cao thủ trong giới travel đó, mấy bạn ở đây nè. Tôi đi đâu là gọi là hot travel blogger triệu người theo dõi nè. Đó, Thùy Hiển nè, triệu hot Instagram nè. Còn mấy bạn này hả, toàn là dân photo đẳng cấp chuyên nghiệp không á. Bây giờ thì là cả đám sẽ thử đi khám phá xem là ở gì, khu vườn bí mật. Khu vườn bí mật nó có gì thú vị do mẹ mình ở bên kia mẹ dắt đi kìa. Rồi mẹ mình xa đi nè. Đây là con đường đi vào khu vườn bí mật đây. Cái con đường này ngày xưa á là của người dân đi thì nó nhỏ thôi, nó liền lõi cho mấy cái này nè. Xong rồi sau đó thì ở đây người ta mới làm cho nó bự ra, xong là bằng cái hình thức gỗ này cho nó thân thiện với môi trường. Nó quên lộn, cho nó đúng rồi, cho nó thân thiện với môi trường cho nó dễ làm mình với môi trường. Đây nè, đây là có nhà của mấy con chim nè, đây của mấy con phượng hoàng. Nó quên lộn là mình vui thôi, vui chim luôn. Mà ở đây á là mọi người mà đi cũng phải nhớ đem đồ che nắng nha, đi nắng dữ lắm á. Tuy là đẹp nhưng mà che nắng kiểu cho quý khuyên á là mọi người chỉ nên đi vào buổi sáng hoặc là đi vào buổi chiều thôi, chứ đi buổi trưa nóng lắm. Cho quý ăn chơi đi buổi trưa. Đây con đường này sẽ đi ra ngắm biển nè, đẹp quá. Ui cái góc này là chiêu phải biết luôn, góc này là cực kỳ chiêu luôn đấy. Cặp đôi nào yêu nhau con cái ơi. Ừ. Nhựa. Thất vọng lắm. Tôi rất là thất vọng luôn. Ê, nghĩ sao hả? Trời nắng mà trên cái mâm trái cây giả đây trời. Đây là cái gì ta? Nếu cây họ bị trúng bị cái cọ hả? Cái ngôi nhà này sao thấy giống kiến trúc này? Giống kiến trúc của những vùng phù thủy vậy. Đây mọi người mà coi phim á, mấy bộ phù thủy á, cái nhà thấy các bạn phù thủy có hay ngồi nè, ghế nghe nè, thì đây là nhà của quỷ. Phù thủy ở chỗ khác, còn quỷ ở chỗ này nè. Xin chào mọi người, bây giờ thì Quỷ sẽ giới thiệu thêm mọi người một cái điểm đến nữa cũng rất là thú vị ở tại Phú Quốc. Đây là một cái nơi mà sắp sửa xây xong rồi, sắp sửa hoàn thành rồi. Nó chính gọi được gọi là Địa Trung Hải. Đây là khu Địa Trung Hải. Tức rằng là sao? Đây là một cái khu du lịch mà vui chơi xong rồi được xây dựng theo cái kiến trúc của Địa Trung Hải, như là các bạn mà đi các cái nước Địa Trung Hải giống như đi đảo Capri nè, xong rồi đi Ý nè, đi Santorini nè, hoặc là Hy Lạp nè, hay là đi Sorrento nè. Mọi người sẽ thấy được cái kiến trúc là những cái ngôi nhà lớp ở bên bờ biển, xong rồi có nhiều sắc màu rực rỡ. Đó thì đó gọi là cái văn hóa của Địa Trung Hải.
Thì đây là một cái không gian mọi người coi nha. Bên này là có cái tháp đồng hồ nè, tháp đồng hồ này sẽ nhìn thấy nó hơi giống tháp đồng hồ Big Ben của Anh nhỉ. Xong rồi đây là những cái ngôi nhà xếp lớp. Nó sẽ dịch theo bậc tăng cấp như vậy nè. Mấy bạn mà đi Hy Lạp rồi á, mấy bạn thấy Santorini là những cái ngôi nhà trắng xanh đúng không? Nó sẽ dịch cấp. Thì lúc đó mình đứng ở trên này mình chụp hình ở dưới mình sẽ thấy được cái cảnh rất là đẹp. Thì cái khu này cũng được xây dựng theo cái kiểu như vậy luôn. Tức là ở trên kia mọi người có thể nhìn xuống những cái mái nhà chắp xuống rất là đẹp. Khu này rộng mênh mông bạt ngàn luôn. Thì nó có khu vui chơi nè, xong rồi có khu ăn uống, khu giải trí, rồi khách sạn, nhà hàng đầy đủ hết luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ cái khu này nó rộng quá nè. Mình thử quỷ chạy xe máy vòng cho mọi người coi hết cái khu này nha. Đây nè, đây là những cái ngôi nhà xây theo lại cái kiến trúc của Địa Trung Hải nè. Đây là những cái ban công mọi người mà đi Pháp nè, đi Anh nè, đi Ý này thấy là rất là nhiều những cái ban công kiểu này nè. Đó, đây là mấy cái ban công xong rồi lên đứng chiêu chiêu ra, rồi cặp đôi nam nữ hẹn hò tình tứ. Cái hồi mà quỷ đi Pháp hả, thấy người ta ra ban công ôm nhau full tè ne hết trơn á. Đó, đây, nó sẽ đang xây dựng sắp xong rồi. Đây là họ sơn màu nè. Xong rồi mọi người chú ý rằng là hai bên tường á, hai bên đường nè, nó có sẽ có những cái ngôi nhà. Đây, những cái ngôi nhà này mọi người mà sẽ đứng vào đây xong rồi mình chụp hình á, nó rất là ảo. Đây có rất là nhiều những cái góc và có những cái ngôi nhà. Xong rồi mình chụp với những cái ô cửa. Rồi đây nè, đây là những cái cầu thang rất là đặc trưng kiểu Địa Trung Hải nè. Nó dịch cấp xong rồi mọi người đứng lên đây chụp hình nha. Đây là những cái ngôi nhà nè. Đó, mấy cái nhà này đứng vô chụp số. Ai số nào chụp số đó, chụp lấy số nha. Ở bên này có cái con dốc nữa nè. Mọi người coi nè, đó. Đây là những cái con dốc, con phố hết sức là đặc trưng kiểu Địa Trung Hải nè. Ở đây quỷ thấy rằng là cây cối cũng bắt đầu là xong rồi đó. Hoa hòe cũng đầy đủ rồi nè. Quỷ nghĩ chắc là tương lai không xa rồi bắt đầu là để hoạt động thôi. Đây, đó, những con dốc lên. Đây là có một cái điểm rất là thú vị quỷ muốn giới thiệu với mọi người để mọi người chụp hình thống ảo ở tại Địa Trung Hải nè. Cái khu này nè. Thì đây là một cái mà giống như kiểu là tới đây thì bắt buộc phải chụp cái góc này vậy đó. Góc này rất là đẹp mọi người ơi nha. Đây là một cái được xây dựng cho cái ngôi đền của người Hồi giáo. Mọi người sẽ ra đến đây. Đây. Nhớ nha, nhớ cái vị trí xuất sắc thần thánh này nha, đứng như đây. Và bạn mình nó sẽ đứng dưới kia. Đó, đứng ở dưới con đường ở dưới đó, sau đó sẽ chụp ngược lên. Và bây giờ quý sẽ thực hiện cái tấm hình đó cho mọi người coi sẽ như thế nào nha. Rồi, chiêu chiêu đi. Rồi, mặt qua trái luôn. Rồi, cho một tấm qua phải luôn. Rồi, ok. Rồi, giống như đang bước đi, nếu đi lướt qua ô cửa đi. Bước lướt qua ô cửa. Rồi, ok.